Tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu bộ tư lệnh châu Âu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã mô tả những tổn thất của Ukraine trên tiền tuyến chỉ là dấu hiệu cho thấy nước này đang tạo ra lực lượng cho một cuộc tập kích tiếp theo. Trong bài phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, Mỹ mới đây, ông Cavoli đánh giá chiến lược quân sự tổng thể của Kyiv là tuyệt vời, xét về mặt cân bằng giữa tuyển dụng, đào tạo và mua sắm vũ khí. Theo ông Cavoli, trong xung đột hiện đại, một bên hoặc thắng nhanh chóng và lập tức hoặc bị mắc kẹt trong một thời gian dài với những bước ngoặt khó lường và cuộc khủng hoảng ở Ukraine là trường hợp sau. Vị tướng hàng đầu NATO giải thích, phần lớn vấn đề phụ thuộc vào khả năng tạo lực lượng. Bên nào có thể tạo ra lực lượng nhanh nhất và tận dụng lợi thế đó khi có cơ hội? Tôi nghĩ Ukraine có một chiến lược tuyệt vời. Đó chỉ là vấn đề thực thi nó. Ông Cavoli nhấn mạnh, việc xây dựng lực lượng hoặc tìm ra cách tốt nhất để sử dụng nhân lực, đào tạo và vũ khí là chìa khóa để bảo đảm chiến thắng. Quan chức này ca ngợi những nỗ lực huy động quân gần đây của Ukraine, đồng thời nói việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây cho Kiev cũng tiến triển tốt. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chính phủ Ukraine nhiều lần phản nàn về việc vũ khí do phương Tây bàn giao không đủ và đến quá muộn, khiến Kiev đối mặt với những bước lùi trên tiền tuyến. Trong chuyến công du tới Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phương Tây chưa chuyển bất cứ tiêm kích F-16 nào cho Kiev, dù đã cam kết viện trợ hàng chục chiếc. Đầu tháng này, ông Zelensky cũng cho biết. Kiev có lực lượng trong tư thế sẵn sàng nhưng không thể chiến đấu vì họ vẫn chờ được trang bị vũ khí. Trong khi đó, những bước tiến của Nga, bao gồm việc Nga giành được những ngôi làng ở phía đông Ukraine, là điều đáng lo ngại đối với Kiev. Khi lực lượng này đang phải dàn mỏng và căng mình ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến dài hơn 900 km. Mới đây nhất, lực lượng Nga đã tiến vào làng Urozhaine, tỉnh Donetsk, một ngôi làng mà Ukraine đã giành lại được trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, Ông Naja Volusin, người phát ngôn nhóm quân Khotysia của Ukraine xác nhận, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi ngôi làng này. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các bước tiến chậm nhưng chắc của Nga đang dần đảo ngược những chiến thắng khó khăn lắm Ukraine mới giành được trong những lần phản công trước đó. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, một cuộc điều tra chung của dự án tình báo nguồn mở On on Wagner. Kênh truyền thông Nga Veska và đài phát thanh tự do châu Âu mới đây đã cho thấy chi tiết về sự gia tăng quân số và vật tư quân sự của Nga tại Libya kể từ tháng 3 năm 2024. Cuộc điều tra cho thấy Nga đã triển khai hơn 1.800 binh sĩ đến Libya trong thời gian gần đây và chuyển hàng trăm lực lượng đặc nhiệm từ Ukraine đến Libya vào đầu năm 2024. Những binh sĩ này bao gồm cả cựu nhân viên của tập đoàn lính đánh thuê Wagner và tân binh của quân đoàn châu Phi, đơn vị kế nhiệm Wagner của Bộ Quốc phòng Nga tại châu Phi. Nga cũng đã gửi hàng nghìn tấn vật tư từ cảng Tartus ở Syria đến Tobruk của Libya với ít nhất 5 chuyến hàng trong 2 tháng qua. Các chuyến hàng này bao gồm thiết bị quân sự, phương tiện và vũ khí, với các hệ thống radar, xe tăng T-72, xe bọc thép chở quân và hệ thống pháo binh. Việc tăng cường hiện diện quân sự này của Nga có thể liên quan đến các cuộc đàm phán để đảm bảo một căn cứ hải quân ở Libya, đặc biệt là Tobruk Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường thảo luận về căn cứ hải quân này kể từ khi nắm quyền kiểm soát các hoạt động của tập đoàn Wagner sau cái chết của cựu lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin vào tháng 8 năm 2023. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Yunus Bekzapkurov, đã gặp lãnh đạo quân đội quốc gia Libya, LNA Khalifa Haftar 4 lần từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Điện Kremlin cũng đang sử dụng cảng Tobruk như một đầu cầu hậu cần chuẩn bị gửi thêm hỗ trợ tới nhiều chiến trường khác nhau ở châu Phi, cận Sahara. Lực lượng và vật tư của Nga đến Tobruk, trước khi di chuyển đến Dezufra, Libya, nơi họ triển khai đến các địa điểm ở vùng cận Sahara. Điện Kremlin đã mở rộng các hoạt động tại Sahel vào năm 2024, gửi hai đơn vị nhỏ đến Burkina Faso và Niger vào tháng 1 và tháng 3 năm nay. Nga hiện cũng có sự hiện diện quân sự tại Cộng hòa Trung Phi, CR, Mali và Sudan, và có thể đang tìm cách chuyển hướng hỗ trợ tại Sudan từ lực lượng hỗ trợ nhanh RSF sang lực lượng vũ trang Sudan SAF. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã đề nghị SAF sẽ viện trợ quân sự định tính không hạn chế trong một chuyến thăm vào cuối tháng 4 vừa qua. ISVK đánh giá Điện Kremlin có thể muốn bảo vệ vị thế của mình ở Libya để có thể sử dụng vị trí chiến lược của Libya. Một căn cứ địa trung hải của Nga ở Libya sẽ gây áp lực với châu Âu và sườn phía nam của NATO, đồng thời giúp Nga mở rộng dấu ấn quân sự của mình. Căn cứ này cũng có thể hỗ trợ mục tiêu của Nga là cảnh báo các cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO bằng các cuộc tấn công tiềm tàng với tên lửa hành trình tầm xa từ biển. Mới đây, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 3 tin tặc được cho là thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào Tây Ban Nha và các nước thành viên khác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với các mục đích khủng bố. Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha cho biết, những nghi phạm này đã bị bắt với cáo buộc tham gia các vụ tấn công mạng từ chối dịch vụ, DDoS, nhằm vào các cơ quan chính phủ và những lĩnh vực chiến lược. Trên mạng xã hội X, cảnh sát đã công bố một đoạn video Với cuộc đột kích nhà của một trong những nghi phạm. Cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ diễn ra ở Manacor, trên đảo Mallorca, thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, cũng như ở Huelva và Sevin, miền nam Tây Ban Nha. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra. Cảnh sát không cung cấp thông tin liên quan việc giam giữ hay cáo buộc với các đối tượng kể trên. Hồi đầu tháng 4 năm nay, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã bị tấn công mạng quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng điện tử của liên minh này. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng của NATO đã tê liệt sau cuộc tấn công của nhóm Kinet. Tin tạc đã tấn công các trang web liên quan đến các đơn hàng quốc phòng, hoạt động đảm bảo và hỗ trợ cho liên minh, cũng như các tài nguyên khác cần thiết cho hoạt động bình thường của tổ chức. Theo các chuyên gia, các trang web tiếp tục bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS khiến cho người dùng không thể truy cập các tài khoản làm việc. Trong số các đơn vị bị tấn công có Bộ Tư lệnh Phát triển Chiến tranh, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO và các trung tâm huấn luyện không gian mạng, Cơ quan Thông tin và Liên lạc NCI của NATO cũng nằm trong số này. Tin tặc có thể truy cập vào tất cả thông tin cá nhân của nhân viên, kể cả cổng thông tin dành cho các quan chức đưa ra các quyết định chính trị quan trọng. Thời điểm đó, các chuyên gia đánh giá quy mô của cuộc tấn công này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống an ninh của NATO. Quân đội Israel cho rằng chiếc máy bay không người lái UAV do Houthi phóng vào thành phố Tel Aviv hôm 19 tháng 7 dường như đã được sửa đổi để tấn công mục tiêu ở tầm xa. Ngay sau vụ việc, lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hiếm hoi vào thành phố Tel Aviv của Israel. UAV đó đã đánh trúng một căn hộ, khiến một số người thương vong. Hầu thi được Iran hậu thuẫn, còn nói rằng họ đã thực hiện một kế hoạch quân sự cụ thể bằng UAV tấn công mới mà radar không thể phát hiện được và có thể vượt qua các hệ thống phòng không một cách hiệu quả. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho hay đánh giá ban đầu cho thấy hệ thống được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 19 tháng 7 là UAV tấn công một chiều Samad 3 do Iran sản xuất với tầm bay mở rộng ông hagari còn nói rằng chiếc uav được phóng từ yemen và bay vào lãnh thổ israel từ hướng địa trung hải trong đoạn video ghi lại từ cuộc tấn công trên có thể thấy chiếc uav bay qua một bãi biển ở tel aviv rồi tấn công một tòa nhà gây ra một vụ nổ lớn vụ nổ dẫn đến làm vỡ cửa sổ và khiến các mảnh vỡ rơi xuống đường cũng theo ông hagari houthi đã phóng hàng chục uav từ yemen nhưng phần lớn đã bị chặn trước khi chúng có thể tiếp cận lãnh thổ israel ông cho biết thêm IDF đang điều tra vụ việc mới nhất này để xác định lý do tại sao Samad 3 không được xác định là mối đe dọa và bị bắn hạ trước khi nó lao xuống Tel Aviv. Sau khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần dùng UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel nhằm thể hiện ủng hộ với đồng minh Hamas, song hầu hết đều bị lưới phòng không Israel hoặc phương Tây đánh chặn. Hồi đầu tháng, Houthi tuyên bố đã hợp tác với các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq triển khai UAV tập kích các tàu ở cảng Haifa của Israel. Song IDF khi đó cho biết không có thông tin khu vực này bị tấn công. Ngoài ra, nhóm vũ trang tại Yemen còn thường xuyên tập kích tàu hàng có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua mũi Hảo vọng ở Nam châu Phi làm gia tăng chi phí vận chuyển.